Chào cả nhà yêu Lan, hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2023. Mời mọi người đến với phiên trưa. Hôm nay thì em lên lại cái video mặt hoa để cho mọi người chiêm ngưỡng mặt hoa nhá. Trước mặt mọi người là bông năm cánh trắng Minh Châu nhá. Bông này thì em bán rất là nhiều rồi và nở cũng rất là nhiều rồi. Minh Châu hay còn gọi là năm cánh trắng Phan Rang là một cái khuôn bông tuyệt đẹp luôn nhá. Mũi trắng về nhiều nơi nở, nó có thể mũi phớt hồng hoặc trắng đục nha. Đấy, và khuôn hoa nó rất là to. Đôi mắt của năm cánh trắng Minh Châu thì rất là tuyệt vời luôn. Bởi vì cây này nó có một cái đôi mắt rất là đẹp, thân lá thì xanh trong như thế này nhá. Phân biệt nó với hồng Minh Châu hộ em nhé cả nhà. Không lại nhiều bác lại nhầm á. Đó, cây trắng thì thân nó rất là xanh như thế này. Đây là bông năm cánh trắng Minh Châu. Bông nở ngày đầu tiên và bay tự nhiên nha. Có những bông nó bay nhé cả nhà, còn có những bông nó không bay. Đó, tùy theo đặc tố bông á. Năm cánh trắng Minh Châu đi vào chi tiết thì em có cái lô này, cây rất là khỏe đẹp mà giá cực kỳ rẻ nha mọi người. Chậu số 1 này 150.000 nha. Số 1 150, đều là hàng năm 2 hết rồi á. Đó, số 1 150. Cây rất là khỏe đẹp luôn. Để em gửi nguyên chậu nha. Số 2 này. Đó, số 2 cũng 150 luôn nha cả nhà. Đây, số 2 150. Cây số 3 này, tương tự 150 này. 3 150 này. Đó, số 3 150. Rồi số 4 này. Rồi số 4 này. Số 4 này nó có tới 3 đầu như này nha. Số 4 250 nha. 4 250. Rồi số 5 này. 5 200 ạ. Đó, cây này có nụ bó nữa mọi người. Đây số 5 này, 5 200 nghìn. Cây này rất là rẻ rồi. Số 6 này, 3 mầm đứng ngọn này, cũng 200 nha. 6 200. Rồi số 7 nè. 7 cũng 200 nghìn luôn. Đó, 7 200. Và số 8 này, 8 3 mầm này, cũng 200 luôn nha cả nhà. Đấy, đây là năm cánh trắng Minh Châu nha. Đấy, năm cánh trắng Minh Châu. Bên này em có 5 chậu năm cánh trắng mắt nai nha. Hoa rất là đẹp nha cả nhà. Đây là hoa nó tàn rồi nè. Nhưng mà đôi mắt của nó rất là siêu phẩm luôn. Đây đôi mắt này, rất là gọn. Khuôn này khuôn cánh bầu nha. Khuôn cánh bầu mà nó tàn rồi như này. Có chậu này đang nụ này, về ngắm hoa được nha. Chậu số 1 này. À, mắt nai số 1 này, hai thân to như này nha. Rồi số 1 đây, 250.000 nha cả nhà. Đẹp lắm. Thân rất là mọc khỏe luôn. Đây số 1 này, 250 này. Rồi cây số 2 này. Cái này thai thân hoa hai chồi 300.000 nha. Đây chỗ số 2 là 300.000. Mắt nai số 2 là 300 này. Đây số 2 300.000. Cái này nụ hoa rất là dài luôn. Số 2 300. Rồi số 3 này. Đây số 3. Cây số 3. Cây số 3 này 350. Đây này nó có hoa rồi nhưng mà mầm gốc nó sum xê nhé cả nhà. Đây, số 3 này đẹp lắm. Kỳ rồi mầm gốc rồi bao la bát ngát luôn. Chậu rất là to nha. Số 3 này 350.000. Rồi cây số 4 này. Đó số 4 này. 4 này 4. Số 4 này 250. Đó, số 4 250. Hai mầm gốc rồi kỳ rồi đây. 4 này nha. 4 250.000. Và chậu số 5 này. À, chợ số 5 to hoặc vẽ như này à, chợ số 5 năm này 400 nha. Cây này to lắm. To. Này về ngắm hoa nó toàn là thân nguồn gốc lên rất là lực luôn. Đó, 5 cây mắc nai. Cây này 400 nghìn nha cả nhà. Siêu to này. Đó, số 5 mắc nai. Chợ Phú Thọ này. Trời ơi, cái khuôn nó rất là đẹp nha cả nhà. Đúng là chỉ có đôi cánh của nó là không được bay thôi. Chợ khuôn Phú Thọ mắc mờ rồi. Bông môi tuyết như này khỏi phải có điểm nhấn luôn. Đẹp kê ly luôn, rất là đẹp luôn. Chợ số 1 này. À, ông này rất to này nha. Ôi, này nó bắt đầu bung hết rồi nha cả nhà. Nhưng mà rất là sai hoa. Lấy về đó trông trồng rất là ok luôn. Chợ Phú Thọ số 1 này. 500 nghìn nha. Ui ơi, hoa đã lắm cả nhà ơi. Hoa rất là đẹp như này. Đấy, Phú Thọ số 1 này, 500. Đó, đẹp không? Trời bông hoa em phải nói rất là đẹp nha. Cây này nó vẫn còn nhiều cần hoa lắm. Mầm gốc đây, ba cái mầm gốc như này nha. Đây, chậu số 1 to vật vã này 500 nghìn. Số 2 cũng 500 nhá. Đó, có hai cây. Đó, hoa này. Trời ơi, cái lô này trồng tại Lâm Đồng nên là mắc mờ. Mắc mờ khuôn lên đẹp lắm luôn. Mùa tuyết siêu đẹp luôn. Rồi đây, cần hoa của nó đó. Đó, chậu số 2 cũng 500 nhá. Số 2 thì nó chưa đỡ ít hơn số 1 đó. Là, đó, chậu số 2 500 nghìn. Hai chậu nhá mọi người. Hai chậu Phú Thọ. Đây là em có Thảo Ngang 2 nhé cả nhà. Thảo Ngang 2 này. Chậu số 1 này. Đó, thẳng ngay 2. Có 400 nghìn đó. Có kỳ danh thân này. Có mầm gốc nha cả nhà. Thẳng ngay 2 số 1 400 này. Tương tự cây số 2 này.
Cái này nó chưa lên mầm gốc mà nó mầm thẳng này nha. Cũng chỉ là 400 này. Số 2 400. Số 3 này, tương tự số 3 này lên tới 2 chồi gốc rồi này. Đây số 3 cũng 400 nghìn luôn. Rồi số 4 này, tương tự 400 này. 4 là 400. Cái size này nó cũng rất là to nha, dài tới 340 cm mà có 400 nghìn. Đó, số 4 400. Tương tự số 5 cũng 400 này. Một mùng gốc một thằng hoa này. Đấy, 5 400. Và số 6 này, 6 cũng 400 nghìn luôn. Đó, cây này thảo cây 2 nha cả nhà. Cây rất là ok luôn. 6 400 nghìn. Bên này có mấy cây hồng nhật hạ rất đẹp như này nha cả nhà. Chỗ số 1 này. Đó, 220 nha. Em định bán 250 mà thôi, là bán 220 nghìn thôi. 220 này. Số 2 này, cũng vậy luôn, cây rất mập đẹp như này. 220 này. Số 3 này. Đó, 220 nghìn luôn. Số 4 này. 4 này. 220 này. Đó, số 4 này 200 đi, cây nhỏ hơn, 4 200. Số 5 200 này. 5 200. Và số 6 này 250. À, đây là nhật hạ nha cả nhà. Đấy, nhật hạ. Cuối cùng em bán nong kính trắng đằng thơ nha mọi người. Cây giống lên như này thì bây giờ giá nó cũng rất là ok rồi. 400 nghìn một chậu nha. 400 nghìn một cây đằng thơ như này. Đó. Thì cái này bán còn mấy kỳ như này thôi. Cây cũng rất là to đẹp. Mặt hoa thì mơ màng giống như em chàng trên hình đấy. Cây nào cũng 400 nha cả nhà. Đó. Rồi video hôm nay thì đến đây là kết thúc. Em quay khá là ngắn gọn để mọi người chọn được cái cây mình mong muốn nha. Bởi vì em có chút công việc đó, cho nên là em tranh thủ quay thôi. Có gì chưa em đi lấy hàng em về kịp thì em like cho mọi người xem cây nữa nha. Rồi bye bye cả nhà. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và chốt được cái lô cây mình mong muốn nha. Hẹn gặp lại mọi người ở phiên live.